Xin chào bà con nhỏ bạn, cảm ơn bà con nhỏ bạn đã vào xem video của tôi nha. Hôm nay thì giờ thì mình chuẩn bị chạy thử chiếc ghe cào ở Tiền Giang Dầm Láng mình nữa bạn. Chiếc này thì anh làm cũng vừa xong, bây giờ chuẩn bị chạy thử các bạn. Đây cái máy mình đây, đây cái máy Mitsubishi của hãng Nhật các bạn. Này hơi tối mà anh coi thông cảm nha bạn. Giờ là anh đang chuẩn bị chạy thử các bạn. Sơ lược ở dưới khoang máy nha các bạn. Rồi mình đi lên trên mình coi bảng táp lô mình đề máy nha các bạn. Anh mới vừa dọn dẹp xong đây. Hơi tối. Số đó bạn. Mình lên trên nha các bạn. Trên bên đó có trang bị cái máy phát điện các bạn, máy RV 125 á. Cùng nhau đi lên trên nha các bạn. Anh lái đang đi xuống chạy thử các bạn. Đó, mình giờ thì cào còn để mình mong luôn các bạn ơi. Đây thì cái đây hôm bữa mình có quay cái cảnh mà chú thợ anh gắn cái bảng táp lô rồi các bạn. Đó, bảng táp lô hôm nay là cái ổ số đây. Này ga nè các bạn. Này ổ số nè. Đó. Còn này là cái bộ hộp báo động nè các bạn. Đó, hộp báo động của cái máy mới của mình nha các bạn. Này. Đó, đèn báo đây. Để mình ảnh mới ảnh hỏi ảnh thôi chứ không biết xài được không ơi. Đó. Đây là cái chuông các bạn, cái công tắc này công tắc chuông nè. Đó, báo động nếu mà máy mình có bị mất nước hay là mất nước hay là mất nhớ nước hoặc nhớ có vấn đề thì nó sẽ báo bạn hai cái đồng hồ này. Còn này là bên sạc bên gì đó, nếu mà sự cố gì là nó sẽ báo tắt máy luôn bạn. Đó, báo chuông lên và tắt máy luôn, ngắt máy, tự ngưng máy luôn các bạn. Đó, thì giờ mình bật cái công tắc này rồi mình mới đề máy được các bạn. Đó. Đó, giờ mình mới bật công tắc điện máy nè. Đó, vậy là mới bật qua một nấc nè. Nấc này nút on các bạn. Mình muốn đề bật qua đây chỉ sát. Đây. Rồi. Đây là nổ máy các bạn. Đây. Đây là đồng hồ tua máy nè các bạn. Đây là đồng hồ báo chạy báo bao nhiêu giờ nữa mà. Con này là đồng hồ thì mình cũng không rành. Con này là đồng hồ nhấc máy. Đồng hồ này nhiệt độ nước các bạn. Con này cái công tắc đèn không gì. Con này cũng là công tắc báo còi. Khi mình tắt thì nhấn nút này là tắt nữa bạn. Đó. Những lúc đó là sẽ tắt. Đó. Công tắc này là đèn báo, công tắc báo, chuông báo. Nếu mà mình không muốn báo thì mình tắt. Rồi, như là đề máy lại nè. Rồi, đây là nổ máy các bạn. Đây còn cái này là cái cần số nè các bạn. Đó, cần số của mình. Rồi giờ thì anh lái anh xuống anh chuẩn bị xuống chạy thử các bạn. Đó. Ống nước máy nha, ống nước máy các bạn. Đây chạy thử một vòng nữa các bạn. Còn sau là ống nước ống số các bạn. Đây vô máy mình nổ rồi đây. Chạy thử máy nha các bạn ơi. Nhiều cô á chạy chậm thôi, coi như lái chậm thôi.
rồi sau khi chạy thử một vòng thì ảnh vô bến rồi mà, ghé vô ghe vô bến rồi mà. Vậy là chạy thử xong rồi các bạn, chạy thì cũng khá là ổn các bạn, im máy rồi thì là mừng rồi. Video mình xin kết thúc tại đây, cảm ơn bà con và bạn đã vào xem hết video của tôi nha, hẹn gặp lại vào những video tới, bye bye.